Xuống đi, xuống đi nè, xuống đi. Ê, anh Chuối, anh làm gì mà múa dữ vậy ta? Lên tham gia chơi vui thôi. Chờ anh Chuối, anh nhảy điều gì mà lạ thế? Có nhảy gì đâu chứ. Em thấy anh nhảy rên, rồi tự nhiên chụp chụp cái gì vậy? À, anh bị cao huyết áp, nên chụp huyết áp kéo xuống mà. Trời, anh là thực phẩm tốt cho người bị cao huyết áp. Mà anh bị cao huyết áp, thì làm sao được? Phải chữa ngay thôi. Đi, đi theo em, gặp doctor khỏe, sẽ giúp anh hết bệnh mới được. Cảm ơn em. Chứ anh chụp vậy, thấy ngày càng lên huyết áp, chứ xuống nổi gì. Đi với em nè. Trời đất, Chuối mà cũng bị cao huyết áp nữa hả? Thôi rồi, điều này là doctor khỏe xịt thuốc hay là bón phân vô cơ gì đó cho Chuối, cho nên là Chuối mới bị cao huyết áp đây nè. Không hề nha. Em được doctor khỏe bón phân hữu cơ đàng hoàng. Em bị cao huyết áp vì tức giận anh Quý Bình tối ngày chọc em đó. Thôi thôi thôi, cho anh Quý Bình xin lỗi. Anh Quý Bình hứa là sẽ không chọc em Chuối nữa. Rồi rồi rồi, thôi doctor khỏe, mình giúp em Chuối đi. Được thôi Quý Bình, sẵn có củ năng đây, vậy củ năng giúp Chuối luôn nha. Ủa, củ năng tốt cho người bị cao huyết áp hả Dr. Khỏe? Tất nhiên rồi anh Quý Bình, em tốt đủ đường hết đó nha. Vậy hả? Vậy thì cái bạn tốt đủ đường này, nói cho anh Quý Bình biết sơ sơ về công dụng của em đi. Để ta và củ năng nói cho Quý Bình biết. Nhưng giờ thì Chuối nên vào nhà nghỉ ngơi tí đi con. Con chụp cả ngày chắc cũng mệt rồi. Dạ. Dr. Khỏe, vậy chúng ta nói cho anh Quý Bình và mọi người biết cách con có thể giúp cho người cao huyết áp sớm cải thiện được tình trạng bệnh của mình đi. Được thôi. Với người bị cao huyết áp á, thì rau củ là những thực phẩm nên được sử dụng thay thế nhiều dầu mỡ chiên xào, nhất là các loại dưa muối nè. Mà trong đó củ năng là thực phẩm rất tốt cho người bị cao huyết áp. Với ai cao huyết áp thì cặp đôi năng, chanh là cặp đôi tuyệt đỉnh song ca đó nha. Vậy hả ta? Vậy bữa nay cặp đôi năng chanh này định song ca bài gì đây? Tất nhiên là bài tạm biệt huyết áp cao nha, tạm biệt huyết áp tăng tăng. Vậy hả? Vậy thì em Củ Năng với lại em Chanh chỉ cho anh Quý Bình cùng với mọi người cách nào để giúp cho mọi người tạm biệt huyết áp cao cao đi nào. Xin mời Đắc Tư Khỏe. Được thôi, đây 100g củ năng đã gọt vỏ sắc miếng, và đây 100g chanh tươi, 100g đã gọt bớt vỏ the, cắt ra làm đôi, cả hai thứ cùng 1 lít nước, sắc lấy nước uống. Uống nước sắc từ em và chanh sẽ giúp huyết áp ổn định đó anh Quý Bình ạ. Anh Quý Bình thấy cách này được nè. Chứ biểu mà anh Quý Bình ăn khơi khơi 100g chanh tươi chắc là khó lắm đây. Nhưng mà chanh với củ năng sắc lấy nước uống chắc là thơm thơm ngon ngon, dễ uống hơn nhiều đây. Tất nhiên rồi, em ngon, ngọt, thơm tho, nên số em dù có bị vùi dưới bùn sâu vẫn có người tìm để ăn mà. Đúng rồi, củ năng không chỉ là nguồn thức ăn mang giá trị dinh dưỡng đâu Quý Bình, mà ngoài giúp giảm huyết áp, củ năng còn giúp thanh nhiệt, giải độc, tốt cho tim mạch và cả người bị tiểu đường nữa nha. Nói thiệt là anh Quý Bình cũng mê chè củ năng lắm nha. Hay như là củ năng mà hầm với xương là ngon phải biết luôn đó. Ây chà, tâm hồn ăn uống của anh Quý Bình lại trỗi dậy rồi đó Tư Khỏe ơi. Thôi thôi thôi, được rồi, bây giờ mình tạm gác cái tâm hồn ăn uống của anh Quý Bình qua một bên đi. Bây giờ mình phải chào tạm biệt khán giả để về nấu chè củ năng phải không nào? không phải, mình chào tạm biệt khán giả để cùng vào trong lo cho em Chuối, đợi mình từ nãy đến giờ kìa. Ê chết, em quên. Thôi tạm biệt quý vị khán giả nha, hẹn gặp lại quý vị lần sau.